Hôm nay Bích sẽ chia sẻ cho mọi người một món gỏi chay. Món gỏi này nó gọi là gỏi táo xanh nha mọi người. Ở đây thì đây nè, táo xanh như gì nè đó, Bích cắt lát ra cái này để hồi nữa mình trưng bày ha. Ở đây thì mình có là táo xanh nè, táo xanh thì mình sắc sợi ha. Ở đây rồi bắp cải tím, cà rốt, cái này mình rửa thiệt sạch. Và cà rốt thì mình ngâm chút muối rồi mình rửa sạch nha. Và có cà chua, tàu hủ kỳ. Còn cái phần này là phần nước sốt, đặc biệt là nước sốt nha mọi người, phải thiệt ngon ha. Đó, nước sốt thì Bích làm cái này nè. Từ từ Bích sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Cà chua này là nhà mình cà chua trồng organic nè mọi người, nhìn thấy ngon ghê không đó. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm món gỏi chay nha. Bây giờ Bích sẽ cho cái phần cà rốt vô với lại bắp cải tím. Cái này mình làm nhiều quá thì mình để dành mình ngày mai mình làm cái món khác ha. Thì mình làm như đây thôi, món gỏi mình làm như đây nha. Tiếp đó thì Bích cho cái phần táo xanh, mình cho hết vô phần đây luôn, cho cái tô luôn. Rồi tiếp đó thì Bích cho tàu hủ kỳ vô luôn nha. Rồi Bích sẽ trộn đều lên, mình sẽ trộn đều ra như vậy. Đây thì bắt đầu Bích làm nước sốt nha. Ở đây mình cho là một muỗng nước xì dầu nha mọi người, một muỗng ha. Bây giờ mình sẽ lắc cái chai này lên nè. Đó, cái chai này nó đã chua rồi nha, mình sẽ mình sẽ lắc nó lên cho nó đều. Và bây giờ Bích sẽ chay ở đây là 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng ha. Rồi Bích sẽ chay ở đây là một xíu đường, ít thôi nha mọi người, đừng bỏ nhiều đường lắm nha, ít thôi, nửa muỗng thôi. Rồi Bích sẽ chay ở đây là tiêu. Cứ để yên đừng có quay tùm lum con. Cho vô đây tiêu và Bích sẽ trộn cái phần này đều lên. Đó, nó sẽ ra một cái nước sốt. Nếu các bạn không có nước sốt đó thì mình cho giấm hoặc là chanh cũng được. Giờ Bích sẽ cho cái mình sẽ nếm thử. Vừa ăn rồi, ngon rồi. Bây giờ Bích sẽ rưới lên cái phần này ha. Mình sẽ rưới lên một ít và mình trộn đều cái phần này lên. Ở đây nữa là mình thiếu ngò nha mọi người, với thường thường có ngò nó ngon lắm ha. Ở đây thì Bích làm hơn một cái rưỡi táo nha. Rồi Bích sẽ cho hết cái phần cà chua này vô luôn. Rồi Bích sẽ trộn đều lên. Cái này thiếu ngò nha mọi người có ngò bỏ vô nha.